Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu với các bạn một cái ngôi nhà gỗ của người đồng bào ED ở Tây Nguyên. Căn nhà thì được thiết kế theo cái phong cách nhà dài của ED và kết hợp với xây dựng bằng bê tông để lập ngói để cho nên tiết kiệm cái chi phí, khá là đẹp. Mình thì mình rất thích những cái căn nhà gỗ như thế này. Đây là đường lên. Căn nhà thì làm được bằng gỗ ha. Sàn đường lót bằng gỗ. Và đây là trong nhà. Hello. Nhà là hai con gái hả em? Chưa ai lấy chồng hết à? Chưa. Chưa hả? Đây là hai cô con gái ở nhà. Đây là một cái khu bếp thì cũng được sử dụng khá là hiện đại ha, tức là cũng dùng các vật dụng như là bếp ga chứ không có nhóm lửa ở trong nhà nữa. Ở đây thì gia đình có ngăn ra một cái phòng riêng ha. Đây là bố mẹ ở phòng này hả em? Dạ. Còn tụi em trong kia còn một cái nhà nữa, tức là ở riêng hả? Em học lớp mấy rồi? Em học là xong hết. Học xong rồi hả? Có đi học nữa không? Đang dự tính mà. Hả? Hả? Đi học thì đi học chứ kẹt là chưa đậu hay là học tốt nghiệp xong rồi. Hả? Giờ đi học. Hay ở nhà lấy chồng? Có chồng nữa mình lấy. Xinh gái này có người yêu chưa? Chú ơi, phải chồng. Hả? Không, em lên hình đẹp á. Lên hình đẹp á. Đâu có quay nhiều đâu, quay. Bé là mình là người ED đúng không em? Dạ. ED là mình ở gốc ở đây hay là mình ở Đắk Lắk sang đây? Ở gốc ở đây. Ở đây luôn ha. Tại vì ở Đắk Lắk là người ED nhiều hơn, còn ở bên đây người Gia Rai nhiều hơn. Tóm lại là chung hết. Chung hết. Nhưng mà ở Đắk Lắk thì ED nhiều hơn, bên đây Gia Rai nhiều hơn. Em có biết cái nhà của người Đắk Lắk với người ED với người Gia Rai nó khác nhau gì không? Khác tiếng thôi. Khác thứ tiếng. Còn cái nhà thì em chưa biết nhà, họ cũng giống nhà như thế này. À. Nhưng mà em chưa để không biết. Cái nhà của người Gia Rai á là từ cái nền nó lên trên đây cao này, cao khoảng 1m4 ạ. Lên rất là cao. Rồi ở đây là nó thấp hơn, nhưng mà nó cao khoảng 1 mét thôi đúng không? Tầm đó. Ừ. Tầm cái này hả? À. Nhưng mà để làm một cái ngôi nhà như thế này thì em biết là có phải có những cái yếu tố hay có những cái yếu tố kỹ thuật nào không? Với mình làm nó phải có cái tiêu chí nào không? Không, có người thì tùy theo, có người thích đẹp hơn, có người thích kiểu đơn sơ. Ừ. Nhưng mà nó phải có tiêu chí chứ, ví dụ như là cái cửa thì đi vào ở bên cái trái ha. Trái cái hình tam giác của cái nhà này. Là phải làm cái cửa đường hướng này đúng không? Không, anh nhìn cái nhà bên kia đó. Ừ. Mình làm theo kiểu theo thuận theo chủ nhà muốn làm như thế nào ấy. À. Tức là bên kia có một cái nhà đúng không? Bên kia là để phóng to lên. Rồi có một cái nhà như bên này. Đúng không? Thích hướng theo đường bên kia và có người thích dọc theo như thế này. À, tức là có nhiều người thì quay cái mặt này ra phía trước ha. Ra phía trước. Còn có người thì lại quay dọc cái hướng đó ra. Tức là mình không có cái quy định nào hết đúng không em?
Tuy nhiên là ít nhất là cái nhà của mình thì sẽ có một cái cửa vô ngay cái chính cái phía này, làm bên bên trái của cái nhà ha, cái phía cái đốc của cái nhà, rồi có cửa, như vậy là sẽ có cửa ở hai bên hông, cửa sổ và cửa chính. Cửa sổ là cái cửa chính là thiết yếu. Anh thấy là nếu mà người ta làm nữa là người ta có hai cái cầu thang đi lên bằng gỗ để hai cái bầu ngực phụ nữ nó tượng trưng cho sự đủ đầy ấy, đúng không? Để ông đi lên đúng không? Vâng. Cái đó thì tùy xe theo số nhà, có chỗ nhà làm có nhà không? Có nhà làm nhà không, tức là mình đơn giản là đi. Hiện đại hơn rồi. Giờ hiện đại hơn rồi họ xây cái này cho nó chắc. À chắc đơn giản hơn đúng không? Vâng. Hồi trước là nhiều nhà mình phải để những cái tượng nhà mồ ở bên cạnh. Em chịu. Giờ không để nữa. Vâng. Không để nữa. Ngày xưa là cái đó là phải hỏi cho mẹ chứ em ít. Em biết. Rồi em tên gì? Đã. Em tên Hờ Julie. Hờ Julie à? Họ là Nia. À, giống ở bên Đắk Lắk họ Nia nhiều. Người Ede thì có họ gì em nhỉ? Họ Buôn Giá. Buôn Giá nè. Buôn Krông Nia. Nia. Ừ. Nhiều, có nhiều họ khác. Ví dụ. Kadam. Kadam Nia Kadam. Kasơ. 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 Y Y. Y đó là cái tên đầu thôi. Tên nào? Con trai thôi. À. Ví dụ như y Enui. Y gì à, tên gì đó. Imon Enui. Cái họ đằng sau. À. Ok. Tụi em có học cái văn hóa của mình không? Không, có biết chữ không? biết thì biết đọc nhưng mà biết lại không biết. Không biết em biết. Em không biết. À. Ok. Cơ mà mẹ là giáo viên. Mẹ là giáo viên. Giáo viên biết tiếng Ede. À. Mẹ giờ là có dạy về tiếng Ede luôn hả? À, nhà là hai anh gái. À, bé nhỏ nhà mình là nó học lớp mấy? Nhỏ. Bé lớn kìa. Ừ. Mới lớp 10. Bé đó là bé nhỏ, còn em là bé lớn. Bé anh làm bao nhiêu tuổi? Anh làm cho vui mà. Em như vậy là tính đi học thêm không? Đi học không? Đã mới thi 12 năm rồi hay là 12 năm trước? Mới xong. Chưa có tính đi học chuyên nghiệp hả? Có tính đi ở nhà lấy chồng không? Chưa luôn hả? Trời, trên chuyến xe có mấy bạn 15 tuổi mà nhà kêu đi lấy chồng luôn. Gia đình. À không phải gia đình mà tự lấy. Đó là tôi còn muốn chưa muốn. Chưa muốn hả? Thế em có cái mục tiêu gì dài hạn không? Mù quáng hả? Chưa có kế hoạch gì hết hả? Có dự định là 3 năm sau, 5 năm sau rồi đi đâu hay là làm cái gì không? Vẫn thế hả? Thấy hoa hậu gì đó, người ED đó. Đi ra ngoài xong rồi phát triển thành công hơn, từ từ lấy chồng đúng không? Chị em thì chị có đi giỏi các phần giỏi cái gì? Hơ hen giỏi chi? Như về tiếng Anh rồi học hành gì đó. Em là hồi đó ai chẳng vậy, ai lúc đầu chả giỏi đâu, học làm sao biết được tiếng Anh, phải đi học xong rồi mà đi học cái này học cái kia mới biết chứ. Em lười. Lười hả? Nhưng mà có muốn giống chị Hờ Hen không? Em làm gì có cửa mà giống chị Hờ Hen? Thì mình phải đi học rồi mình vươn ra chứ. Nhưng mà phải siêng, giờ siêng được không? Sáng mấy giờ dậy? Em mỗi bữa hay đi học thì cũng gần trường thì tầm 6 giờ dậy thôi. Còn chị Hờ Hen thì khác hơn em. À thế hả? Hai anh chắc cũng giống em hồi trẻ không? Chắc hơn em chứ. 5-4 giờ sáng dậy.
Mẹ cũng kêu hoài đúng không? Không chịu dậy. Mà tụi anh từ đâu ạ? À, tụi anh ở trên đây, Đắk Lắk nè. Ở Đắk Lắk á, Buôn Ma Thuột. Ừ. Anh đi Nha Trang về qua đây uống nước thì thấy cái nhà khá là đẹp, cho nên là muốn ghi lại cái hình ảnh của cái nhà này. Cái nhà này thì làm bằng mái ngói ha. Mái ngói như vậy thì nó sẽ rất là mát. Ở dưới này thì sàn thì bằng gỗ ha. Gỗ này em là gỗ gì em biết không? Người lớn hả? À, tức là mình không quan tâm đến mấy cái này, đúng không? À, ba em làm. Ba mẹ làm, phải thuê người làm. Gỗ thì mua ở trong cái xăng rồi làm là thuê. Em thì quan tâm đến cái gì? Giờ chưa biết quan tâm gì luôn. Thích cái gì? Tóm lại là phải kiếm tiền trả nợ cho ta. Kiếm tiền trả nợ hả? Thế đi làm? Làm cũng đang có ý định đó mà lại thấy mịt mờ. Mịt mờ là sao em? Là thì mình đi làm xong mình học tập xong mà mình phát triển nó lên, lương nó từ từ nó tăng lên. Đúng không? Nhà có làm cà phê tiêu, làm mì gì không? Không, có trồng mì ạ. Mì? Mì thì ở tận này. Mì ở đây trồng được nhiều không em? Được. Mấy xào? Mì đẹp ghê á. Còn bạn này tên gì? Hà Safi hả? Yeah. Học lớp 10 đúng không? Mà bạn này là thấy là dạn hơn nè. Học ở gần đây không bé? Gần hả? Gần Thành à? Có người yêu chưa? Chưa. Chưa có luôn. Ta bình thường tuổi này ta có người yêu hết rồi mà mình chưa có. Cháu biết yêu. Chưa biết yêu phải không? Yeah. Mà học giỏi môn gì? Toán hay văn? Mỹ thuật. Mỹ thuật hả? Ô tuyệt vời á, vẽ giỏi hả? Có thích vẽ không? Có. Vẽ người hay là vẽ tranh? Vẽ người cả tranh. Tranh cũng giỏi luôn, vẽ tranh luôn. Con của anh nó vẽ cũng thích, nó cũng thích vẽ lắm, vẽ hay á. Có đi học thêm không? Thế dự kiến là sau này học cái chi? Dạ. Có tính đi học theo mỹ thuật không? Chưa biết luôn. Học xong cái đã. Thì bây giờ mình phải định hướng từ trước đó. Để lúc đó mình học cái gì thì mình học chứ. Mình nếu như mình thích mỹ thuật thì bây giờ mình chăm học môn cái mỹ thuật thiệt giỏi. Sau này đi học mỹ thuật, học vẽ. Đúng không? Mình chuyên tâm giỏi một môn thôi, một môn thiệt giỏi. Học mỹ thuật được không? Dạ. Được. Thế đừng yêu sớm nha. Dạ. Yêu sớm nó không vẽ được đâu. Dạ. Thế là nhà mình có hai nhà hả bé? À, trong dạ. Kia một cái nữa. Hai nhà. À. Mẹ có đẻ thêm em nữa không? Không. Hai đứa nhưng mà người ED mình ấy là nếu như mà bắt chồng là hơi bị xịn luôn nha. Xịn. Phụ nữ là cầm quyền mà đúng không? Thì cũng cầm quyền kiểu là nhà vẫn phải ở nhà vợ chứ không phải ở nhà chồng. Họ vợ. Rồi có gì nữa? Mình có quyền gì nữa? Bỏ vợ là phải đền. Chồng bỏ vợ là phải đền. Còn à. Vợ bỏ chồng. Vợ bỏ chồng thì vợ đền lại thôi. Cũng đền luôn. Vâng. Nhưng tất mà ở đây thì đền cái gì? Lấy chồng mà đền. Nhưng mà nếu như mà ở trong cái làng của mình, trong cái khu xóm của mình á, mà cái người nào mà người này bỏ người kia thì thường đền là bị đền cái gì? Đất châu bò. Nhưng mà căn cứ vào đâu để đền? Ví dụ như người ta đòi đền bao nhiêu? Khi đó là tùy họ đền bao nhiêu chứ cái lúc đó là cũng không biết hả? Chỉ châu với bò thôi. Châu với bò, đất đai nữa.
Đó đai phải cắt ra đền trên ta chứ. Ta đến không mà. Ta đến một thân một mình này. Chồng đến một thân một mình. Đất thì nếu mà nhà kia đòi đất thì đưa đất, nếu mà không đa số là châu bò với tiền. Châu bò với tiền là xong đúng không? À, còn phụ nữ ở trong nhà thì còn cái quyền gì nữa em? Có quyền gì đâu mà. Vẫn phải bếp núc, vẫn phải đi làm. Vẫn trông con, vẫn bếp núc, vẫn đi làm. Tiền giữ. Tiền thì vẫn giữ, có người lại không giữ, cho chồng giữ. Cho chồng giữ luôn. Như vậy cũng bình đẳng rồi. Cũng thời nay rồi còn mình nhưng mà họ thì họ mẹ đúng không? Họ vợ. Họ vợ. Nhưng mà như nhà em á thì ai là người quyết làm cái nhà này? Mẹ em. Mẹ em, đúng không? Cầm quyền. Tốt. Rồi cho con đi học hay không đi học là chồng hay vợ? Cả hai cho đi học. Cả hai cho đi học à? Chứ mà quyết chính vẫn là mẹ. Ok, cảm ơn em. Quay nữa. Julie. Hà Julie. Hà Julie là tháng 7 hả em? Dạ. Yeah. Tháng 7 phải đúng không? Phải tháng 7 không? Vâng. Julie. Tên quán của tên. Là tên em luôn á, là thành quán Julie. Dễ thương ha. Quá dễ thương luôn. Đâu, có dễ thương đâu mà. Ok, cảm ơn Julie nha. À, đây là một căn nhà dài của người ED, khá là đẹp bởi vì nó làm toàn bằng gỗ. Ngoài ra thì có sử dụng thêm một số cái chất liệu như là bê tông để cho cái móng với cái móng nó vững vàng hơn và nó tiện lợi hơn trong xây dựng. Đây là một cái cửa ra ha, cũng làm bằng bê tông. Xung quanh có trồng mì. Nhà có hai cô gái đẹp. À. May mà cao. May mà cao, cao nữa chứ không phải may nữa. Vừa đẹp vừa cao nữa. Có nét à. Rất đẹp, rất đẹp. Nhưng mà hai bạn cũng hơi e ngại một tí. Tất nhiên là ngại khi lạ quá. Ok. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.